sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những cái sản phẩm mà gần như là mới nhất trên thị trường hiện nay. Nó chính là cái lưới để lắp vào mũ bảo hộ, và nó sẽ cải thiện được những cái nhược điểm của những cái lưới bây giờ. Nếu mà cái loại lưới mà chất liệu 100% bằng mica ấy, thì khi các bạn mùa đông các bạn dùng, các bạn hà hơi này, nó sẽ bị mờ, đúng không? Nó bốc hơi lên và nó sẽ bị mờ cái mica như thế này, và dùng một thời gian nó sẽ bị mờ. Còn đối với những cái lưới mà nó phun như thế này thì nó sẽ không che được cái phần mắt của các bạn, và khi các bạn sử dụng như thế này là đất đá nó vẫn bắn vào mắt chứ không bị cướp, đúng không? Thì cái này nó sẽ cải thiện được hai cái điều đấy, tức là ở trên thì nó sẽ là có một lớp mica, ở dưới thì có lớp lưới. Tức là khi các bạn đeo như thế này, lưới này, các bạn hà hơi này, nó sẽ không bị hấp hơi. Và ở trên nó là mica thì nó sẽ che kín được mắt các bạn. Đây, mình đã lắp lên một chiếc mũ bảo hộ chữ A của Reload để cho các bạn xem. Đây, như là đây là mình có cái mũ Reload chữ A đây nhá. Đây, đẹp chưa anh em? Logo đẹp nhỉ? Đẹp ạ. Đây, lắp cái lưới này vào. Anh em lưu ý nhá, mica này nó có một lớp dán nhá. Muốn trong thì các bạn phải bóc cái này ra này. Anh em muốn trong nó phải, anh em phải bóc ra như này. Nó dán một lớp như thế này để nó bảo vệ chống xước ấy. Đây, bên này cũng có này, dán hai mặt nhá. Đấy, này, trong suốt luôn. Nó dán hai mặt này, một mặt này, hai mặt này. Đấy, khi các bạn về dùng các bạn phải xé ra nhá, bởi vì nó bảo vệ như là chống xước. Đây, khi đeo vào thì nó sẽ như này. Đấy, như mình đeo này. Cái mũ chữ A này đằng sau nó có một cái khóa lẫy này. Rồi, chốt lại. Rồi. Đúng rồi, hà hơi thoải mái, không bao giờ bị hấp hơi lên cái kính này. Đấy, một trong những sản phẩm mà tưởng dừng rất đơn giản mà trên thị trường hiện nay không có. Điện máy bình sơn lắng nghe nhu cầu của khách hàng, bên mình cũng đã trải nghiệm rồi. Mùa đông ấy, đeo những cái mica như này hấp hơi ấy, rất là khó chịu. Còn khi đeo cái lưới như thế này thì nó lại không bảo vệ kín. Cái này thì nó sẽ bảo vệ kín cho các bạn. Tất nhiên là nó sẽ không bảo vệ mồm. Anh em nhá, khi mà anh em dùng thì anh em nên đeo khẩu trang cho nó chắc cốp. Đó, không đất đá nó không bắn vào mặt nhưng mà bắn vào mồm. Như vậy rất là an toàn. Cái lưới này bên mình có bán rồi nhá. Cái lưới kèm như này có bán rồi. Đấy, có thể lắp được vào tất cả các loại mũ này luôn. Cứ lắp vào bình thường thôi. Cái mũ phun như này là 180 cành là theo lưới này. Các bạn mua cái lưới rời. Mấy chục nữa, lát nữa mình update giá rồi mình sẽ báo cho các bạn luôn.